gì à? Đúng rồi, sao anh lại làm như thế? Mình báo cáo anh chút việc ấy. Chị làm sao đây chị ơi? Đây đây, không đau đầu nhá. Chết, chị có ở nhà không ạ? Vâng, em định lên đặt bên chị một cái bánh sinh nhật ạ. À, dạ vâng. Thế chị làm giúp em một cái chị ạ. Vâng, vâng. Làm vừa vừa thôi chị ạ. À, vâng, vâng. Em lên luôn chị ạ. Vâng, vâng. Em lên chị ạ. Em
con mua hoa quả với hả bạn? Con lấy táo với lại này bạn. Cái này bằng giá nhau không? 30. Để con giúp con xem tiền ạ. Con về luôn bạn. Vâng.
đâu mà có không chơi đâu. Lúc nãy thì không mưa đâu nhỉ. Vừa đi dọc đường trước là cái thiết kế này thì em biết chắc hôm nay những cái gì thì em có máy mà nhưng mà em ngại quá nên em không sao đâu thì đấy là việc của những người vì nghe cái gì cũng là mình cũng là mình đánh trước là em xem đấy, có cái danh sách ở phía kia thì là có ngày sinh nhật của em, với lại những ngày thịt của em là em cũng có thời gian hơn đi ạ. Chúc mừng sinh nhật chị nhé. Vâng. Quá trời lại mưa chưa? Còn chưa tháo cái này. Không cắt được. Đây đây. Chị cứ dùng đi chị ạ. Vâng, em mời anh nhé. Anh ăn đi. Chị ăn chị ạ. Vâng. Anh ăn đi. Vâng. Ăn thử đi. Không chị ạ, hôm nay là chị nhật chị mà. Ôi. Anh ăn đi. Vâng. Em chị ăn chị ạ.
chán thử xem bánh quán có làm không ngon nhé. Ngon. Lần đầu tiên anh được ăn bánh này luôn đấy. Cảm ơn chị nhé. Vâng. Hôm nay phải được chuẩn bị được gì cả mua được những cái bánh chị đâu chị ạ. Dùng nhé chị ạ. Vâng. Em trả lại anh này. Hôm qua hôm nay trời mát. Vâng. Nếu mà trời nóng thì sợ bánh nó em đi cái đường nó tan đấy chị ạ. Chị dùng nhé chứ, chị có dùng tự nhiên đấy chứ. Nhưng mà anh mưa nó anh vớt hết rồi hay là để em nhóm hết anh? Cũng mưa rồi là em cũng ướt rồi chị ạ. Thì em thấy đến đây cũng chỉ được được các bánh sinh nhật của chị cho chị mưa xong em cũng xin phép đi. Thoải mái chẳng.
Quần này bao nhiêu cô? Quần này à, cháu 70.000 thôi. Màu không như này này. Nó là màu không như này này. Không ngắn, không ngắn, không ngắn. Được không anh? Em thấy cũng đẹp đấy chợ, em thấy cũng lười đấy chợ. Để xem với lại cái này nó kiểu rộng rộng cho thoải mái chợ. Vâng. Nằm luôn mà hàng từng người đi, nếu mà thích cái dài hơn cũng có. Con này chị thử xem chị bỏ thôi. Đấy, thử xem chị. Cái này khoác quái à? Cái này rẻ hơn, cái này 100, cái này là 100. Quay thử. Được đấy chị ạ, bầu mặc như thế cho thoải mái chị ạ. Em thấy đẹp và màu này cũng hợp lý đấy chị ạ. Cái này vừa đấy chả. Chị lại thử cái này này chứ. Mua nhiều đấy đâu, mua cái áo. Chị cứ thử đi, không sao đâu chả. Chị cứ thử xem cái nào vừa đấy chả. Chị cứ thử đi, ta thử nó đấy chả. Thế thôi chị ạ, thì đây có cái quần bầu này chị, chị của mình xem chị ạ. Quần thì rộng thoải mái rồi. Bộ này như thế này là đẹp đấy chị ạ. Đây là đường chị ạ. Lấy cái bộ này nhé chị nhé. Lấy lại lấy cái áo kia đó chị ạ. Thôi lấy mỗi bộ này thôi. Thôi chị cứ lấy đi chị ạ. Chị cứ thay đồ lại đi rồi để em lấy không lấy đâu chị ạ. Sẽ đắt lắm. Không sao đâu chị ạ. Chị thử lấy sau rồi chị. Em lấy cái nào chị. Thôi nếu mà vừa lấy không chị ạ. Để em chọn.
đăng kinh mà nhá, còn đăng kinh thì là bỏ sát rồi. Cháu lấy 500 thôi, cả một chú tiền nữa, chú cần bọc đây, chú nằm chỗ nào cũng không biết được chỗ nào của mình đâu. Con bò thì cháu thật thấp à? Bò dài à? Cháu mặt sao bao nhiêu? Hey.
Để em ngay cho bê không nặng quá chị ạ. Không cần đâu. Để em ngồi đi, không em cần đâu chị. Không cần đâu. Không phải mệt chị ạ. Đường mấy hôm nay mưa trơn rồi chị.
đóng cửa cẩn thận mà màn sao nữa. Sao lại ai lại à? Qua đây ạ? Ai vứt đồ xuống đây này? Đây có đồ ấy, chuyển về đây. Trời ơi, xin làm sao? Chị xem có đồ gì của mình, có bị mất mát gì không chị? Sao lại mình ra xuống đây được? Chị xem chị có mất đồ đạc với lại tiền rất là kiểu gì không hả chị? Đồ đạc không mất gì đâu, tiền thì em mang đi theo hết rồi. Sao lại có ai lại gọi như này? Sao lại còn để ra đây được chứ? Có người vào nhà rồi. May thế, không để tiền ở nhà luôn ấy. Không mất cái gì. Thế có ai vào nhà luôn ấy. Vì tốt ở đấy chả, thế ngồi nghỉ ngơi đấy chả không mệt đấy chị. Vâng, anh cũng nghỉ đi, ngồi nghỉ đi. May thế, không có mất cái gì. Không, may thật đấy, không lấy gì đi. Vâng. Anh có mua nhiều quần áo cho em đấy chứ. Không có gì đâu chị ạ. Có gì đâu. Nhiều. Thế thì mặc đồ bầu ấy. Có gì đâu mà chị bầu rồi nên là phải mặc quần áo này rộng cho thoải mái chị ạ. Cái dạo này có đủ không hả chị? Mình chị ăn thì lâu giờ, lâu lâu lại có em nữa nên là chắc là phải mua thêm nhiều ấy chị ạ. Không sao đâu ạ. Thôi anh ngồi nghỉ nhá. Em làm nốt cái này đi. Đây để em giúp chị ạ. Để em thôi giúp anh cứ ngồi nghỉ đi. Không làm một mình. Không khó là để em giúp cùng giữ cho nó chắc chị ạ. Sao để em giữ đồng. Kéo thủng thêm cũng biết 3 mét mà nó dài đến đâu. Em cũng biết đó, tại vì hôm nay em... đấy, do em thực sự là không vừa mới thì chả. À, chắc là không vừa đâu, tại vì lúc mình em lẽ là bảo để em lấy ấy đoạn này thôi chị ạ. Vâng, đấy, xem cái đoạn này. Dạ vâng. Như này chắc được rồi đấy hả chị ạ? Thì em lấy dây đấy. Dạ vâng. Thì đóng đinh vào. Lấy dây, đóng đinh chị ạ. Đóng một cái chỗ này anh nhở? Vâng vâng, chị cứ đóng giúp em đấy chị. Thấy chị có cái vít mà đúng không chị? Đấy cái đấy em vặn luôn chị. Vâng. Có chị. Chị buộc cái đoạn kia giúp em chị ạ. Thế là phải
chị cứ buộc cái đầu bên đấy thôi ạ. Đồ bác bên kia anh cuốn. Lấy đường rồi đấy chị ạ. Vâng. Để em đùa ạ. Để em giúp chị chào cô luôn. Đây được rồi. Nó hôm nay lấy hơi ngắn một tí chị ạ. Thì em không hỏi nữa, nó không có loại dài nên chỉ có loại ngắn thì thôi. Thế này cũng được rồi. Này này này. Thì mình mắc màn luôn chứ. Cho mà nó phủ lắm chị. Màn thì kéo ra xem thôi, chứ còn mắc thì để khi nào tối em hỏi em nhé. Anh hồi em cầm cái màn này một tí. Nhưng mà em cứ thấy thiếu cái gì ấy chị nhỉ? Thiếu cái gì? Này em cứ thấy bảo là chắc là không biết là mình có mua thiếu cái gì không bây giờ. Nhưng mà em cứ thấy thiếu cái gì ấy chị ạ? Có thiếu gì đâu, em thấy mua mình mua đủ hết đồ rồi mà. Không, cái vấn đề mua chứ kiểu gì mà em thấy cảm giác cứ thấy vắng vắng. À, đúng rồi chị. Dạ? Em thấy vắng vắng. Con chó là gì nhỉ? Ờ nhỏ. Mà hôm mình về nó ra đón đúng mình rồi, luôn mình hả? Về... chạy ra đón em đi xuống xem nào, tại vì hôm nay em đi nó vẫn còn ở nhà mà, và lúc về thì không thấy nó ra đón. Để em hôm nay em mình phải thấy nó ở đường đấy lúc mình ăn nhở, đi đâu là cướp ơi chơi lúc nãy đồ của mình đi lục cái hay là có ai lấy có gì không nhỉ? Nó đi đâu được chứ? Dạ. À, lúc nãy cái đồ lộn xộn kia chị. Hay là thế? Anh có đăng nghĩ giống em không? Hay là họ trộm đi rồi? Không biết là như nào đâu. Hôm nay đi, lúc đi là chỉ có nó vẫn đang ngồi đây. Không phải là tại vì ở khu vực này hôm trước em cũng hỏi rồi thì cũng không có trộm cắp gì đâu chị ạ. Nó có thể đi đâu được? Không biết nó đi đâu luôn ấy. Sáng nay nó vẫn ngồi với em ở đây luôn mà. Đi 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 đi. Nó cũng đi quanh quanh đây thôi chị ạ. Quanh quanh đây, mình nó mà thấy mình về là nó phải về rồi, nó không đi đâu. Đi 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 đi. Một lần mình về đến đây, một lần em về đến đây là nó ra đón luôn. Có khả năng là chăn này có khả năng là có người đến đây rồi chị ạ. Họ có đi rồi mà không sao chị ạ, chị không phải lo đâu, để em ra phút em ra, tại vì quanh khu này cũng có nhà cửa ấy, thì kiểu gì họ cũng có dám biết được kiểu gì để em tìm ra thôi chị ạ. Chắc muộn gì cũng tìm thấy thôi chị ạ, tại vì quanh đây rất nhiều người đi qua, chỉ
Em sẽ ra, lúc em thì em ra hỏi xung quanh khu này người dân ở đây xem chị ạ. Nếu mà có người lấy đi thì sẽ có người nhìn thấy thôi. Vâng. Anh ngồi em cất cái này đi để xong rồi anh về, nếu mà anh về thì anh còn tìm hộ em. À, dạ vâng. Chị không phải suy nghĩ nhiều đâu chị ạ. À, thì em cũng tìm ra thôi chị ạ. Suy nghĩ nhiều đâu, để em về đây em qua em hỏi người dân xem như nào chị ạ. Vâng. Để em về luôn, em qua hỏi xem người dân người ta nói sao. Nghe anh về nhá. Về qua hỏi luôn giúp em với. Thì không phải. Alo, anh à? Ừ, alo. Dạ em đây. Anh đang ở cơ quan này ở đâu anh? Ờ, anh đang khảo sát ở ngoài đường đấy. Vâng, hôm nay em gọi anh định báo cáo anh chút việc anh ạ. Tình hình là bây giờ ở khu dân em... Ờ, có gì cứ trình bày đi em. À, chỗ khu em đang quản lý dưới này này thì là có xảy ra hiện tượng trộm cắp hay anh ạ? À, thế thì mất trộm lâu chưa? À, dạ vâng, tức là đằng nào anh cũng đang đi khảo sát tình hình ở dưới khu của em này này. À, bây giờ chỗ em vừa hiện tượng vừa mới mất chó rồi, chắc là tầm khoảng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ vừa rồi thôi anh ạ. Nên là nếu mà anh thấy có ai đang bế chó theo đường thì anh gọi giúp em nhá. Ở chỗ địa bàn của chú quản lý đúng không? Anh đang ở gần đây đây này. Vâng. Nếu mà anh đang đi thế, anh thấy có ai khả nghi thì anh gọi điện rồi anh theo sát rồi anh gọi điện vị trí giúp em nhá. Rồi. Để anh đi theo đường, nếu mà thấy cái trường hợp nào khả nghi thì anh sẽ trao đổi lại với chú nhé. À dạ vâng. Vâng vâng. Vâng, thế anh đi đoạn đường trên kia có gì anh báo em nhá, để em đi đoạn dưới này vòng quanh xem anh ạ. Nha. Thế có gì anh em sẽ trao đổi sau. Anh bây giờ đi, nếu mà gặp thì anh sẽ điện cho chú luôn nhá. Dạ vâng vâng. Có gì anh gọi em rồi nhá. Vâng. Gọi anh nhá. Gọi em chào anh.
Lô, chị đang đâu ấy? Anh thấy à? Dạ vâng vâng vâng. Em đang nhìn đoạn này, anh đang ở đâu rồi anh? Anh đang thấy một đối tượng rất là khả nghi vừa đi qua anh xong. Rồi để anh đi theo dõi nhé. Anh đang ở đoạn khu nạp pùng làm chắc ấy. Nhá. Rồi. Bây giờ anh sẽ bám theo đối tượng để chú đi đường kia để chặn đầu nhá. Dạ vâng. Thế anh cứ bám sát theo đối tượng nhanh nhá. Vâng vâng, để em chặn đầu anh ạ. Rồi rồi rồi. À, vâng vâng, em quay lại luôn. Vâng vâng. Rồi nhanh thế nhỉ? À, anh không phải chạy đâu, anh không phải trốn đâu, chúng tôi bao vây hết đây rồi, anh ra đây. Anh không phải chạy đâu, anh không phải nấp đâu, ra đây tôi. Anh ra đây với tôi, anh không trốn đâu đâu. Ra đây, ra đây.
kia ra đây. Anh ơi, anh làm gì thế này? Anh ơi, anh có làm gì đâu. Đúng rồi. Hả? Quên đi ơi. Chú trốn đây rồi anh ạ. À, các anh làm gì đấy? Sai người rồi, tôi có làm gì đâu. Hả? Đứng yên, đứng yên. Anh làm gì đâu. Anh ơi, đúng rồi, chó của em rồi anh ạ. Chó nào của anh, chó này của tôi mà. Vậy, các anh. Đúng rồi. Rồi, đưa nó về đồn. Ê, giữ cho em. Nào, anh, giải nó. Bắt nhầm người đấy. Giải về đồn. Sao các anh lại bắt tôi chứ? Hả? Bỏ tôi ra. Đứng im. Bỏ ra. Tôi ra đi. Đứng im. Tôi có làm gì đâu. Hả? Lên xe. Cho nó lên xe. Lên xe. Tôi không lên. Lên. Không lên. 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 Ờ. Mày. Các anh làm gì thế này? Ê, anh là lái xe cho em. Nào. Thấy nó ra. Cho nó ôm con chó đi. Để em. Nào, nó không đi chạy đi đâu. Đi. Rồi. Túm cổ nó lại. Các anh làm gì thế? Các anh sai rồi đấy. Các anh làm như này sai rồi đấy. Lên. Ê, đi. Được đâu. Các anh làm im. Thế là sai đấy. Tôi có làm gì đâu mà các anh bắt tôi. Đứng im đây. Đưa nó vào đây. Vào đây. Giúp nó vào đây thì không làm thế được đâu. Anh đứng im đây. Anh không làm thế được đâu. Anh để em một tay lại đây ạ. Thôi để nó trong phòng, đủ tay em. Để nó phòng đóng cửa được. Không thì nhốt tôi ở đây được đâu. Có thoát được anh? Thôi, để tội gì đâu mà các anh. Im! Đưa chó đấy. Đưa đây. Mày đi đi đây. Chó đi 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 làm gì? Để tôi sang mình ạ. Sang mình đi. Tôi đang đi ngay. Đi bảo lực đấy. Nào, bố của nó lại. Rồi. Nào, anh đi cho tôi. Đi chỗ đưa chủ nhân. Còn đấy anh. Nào, mày đi. Không. Tắt mày. Im! Các anh. Quá đáng rồi. Rồi, mẹ rồi mày. Làm rồi. Ai mà cái làm sát rồi. Các anh em chỉ có nhân viên này. Rồi, mày có như đây.
chị ạ. Anh tìm thấy nó ở tận đâu? Chuyện dài lắm chị ạ. Thế sau em kể chị ạ. Ừ, nhớ quá. Ê, rồi nó vẫn nhớ thương về anh chị ạ. Vâng. May quá. May quá vẫn còn tìm thấy được nó chị ạ. Vâng, may thế. Em chỉ sợ không thấy nó thôi. Có đói bụng không? Để tí chị làm cái gì cho em ăn nhá. Anh lên nhà đi. Dạ vâng. May thế còn có anh tìm thấy nó được. Mà kia nghỉ ngơi đi. Em cũng thấy được chị ạ. Đây, mình lên nhà đi em. Vâng, lên nhà chị ạ. Không được đi nữa đâu nhá. Cũng may chị ạ. Vâng. Chị mua đi chị. Nó ở tận đâu cơ? Nó cũng ở gần đây thôi chị ạ. Với lại chân chó này cũng không phải tự đi đâu chị ạ. Là do người quen chị ấy, gọi là người yêu cũ của chị ấy chị ạ. Nhưng mà sao lại thế được? Bởi vì anh ấy có biết chỗ ở của mình đâu. Em sao cũng... anh ấy lại biết được chứ? Em cũng không biết được chị ạ. Bây giờ cũng đang... tôi nghĩ không biết tại sao lại biết được vị trí, tại vì hôm trước em không nên lấy đất với chị xuống thì không cho ai biết rồi mà. Nhưng mà có thật sự là anh ấy lấy trộm con chó không? À, em bắt được anh ấy đang bế chó đi cạnh đường, đồng đội em gọi cho em thì em mới lên bắt anh ấy thôi chị ạ. Liệu các anh có nhìn nhầm người không? Có đúng thật là anh ấy không? Nhầm đâu chị ạ, đội em có bắt và lấy lại con chó rồi, người thì đội em đã cho vào buồng để chờ ngày mai để giải quyết được chị ạ. Thế bây giờ các anh đang tạm giam anh ấy à? Vâng, em với lại một anh đồng đội nữa thì đang bắt và giữ anh ấy ở trong buồng đang đợi ngày mai mới giải quyết chị ạ. Vâng. Thì bây giờ tinh thần của anh ấy vẫn đang kiểu hung hăng với lại hay kêu gào nên là chưa thể giải quyết được chị ạ, nên là mai cho anh ấy bình tĩnh lại thì em ấy giải quyết và tìm cách giải quyết được chị ạ. Vâng. Nhưng mà dù sao anh cũng là người yêu cũ của em nên là mong các anh xét xử làm việc nhẹ nhàng hơn một tí. Vâng, thì em biết là thế rồi chị ạ. Thế là hôm nay rồi em chỉ giam anh ấy lại và anh ấy suy nghĩ lại cái hành vi anh ấy đã gây ra ấy chị ạ. Thế là với lại hôm nay rồi em cũng không có đánh đập chứ kiểu gì đâu. Chỉ nhốt anh ấy ở đấy thôi chị ạ. Nhưng mà hiện tại là anh ấy đang bị nhốt ở chỗ nào ạ? À thì em với lại đồng đội của em cũng đưa anh ấy nhốt ở trong nhà văn hóa rồi chị ạ. Bây giờ khóa cửa hết rồi, anh ấy không đi đâu được đâu chị ạ. Vì là đây cũng là tình huống bình thường chị nhỏ nhặt thôi nên là em với đồng đội em cũng không báo lên cấp trên đâu chị ạ. Nên là chắc là có gì mai thì em với lại đồng đội của em tự đến mà giải quyết thôi chị ạ. Nghĩ là tại vì anh ấy thấy em hay qua đây nên là nghĩ là mình có tình cảm với nhau nên là anh ấy có ghen tuông ấy chị, nên là anh ấy mới làm ra cái vấn đề như thế. Em nhìn mà anh ấy chắc cũng không phải là người xấu đâu chị ạ, anh ấy không có ác cảm gì đâu chị ạ. Vâng, trước anh ấy cũng là một người tốt ấy, hiền lành, nhưng mà từ khi mà đi về ở với mẹ anh ấy thì anh ấy đã trở thành một người khác hoàn toàn luôn, em không thể chấp nhận được ấy. Đến bây giờ em vẫn không thể tin là anh ấy trở thành một con người như thế luôn. Vâng. Vâng, em biết là thế chị ạ, nhưng mà thôi chắc em cũng phải xin phép thôi chị ạ. Tại vì em lấy chó là chị rồi, em phải lên gặp anh với em lúc nãy nữa chị ạ. Bây giờ còn phải lên xem, tại vì chị đã nói như thế, em biết là chị vẫn còn tình cảm với anh ấy, nên là em sẽ nói chuyện với anh đồng nghiệp của em rồi giải quyết một cách nhẹ nhàng em đẹp nhất chị ạ. Vâng, thế em cảm ơn các anh.
anh có chút chuyện muốn lên nói chuyện với anh. Đây, anh cứ trình bày đi. Dạ vâng, anh thì là cái vụ việc qua thì là anh giúp em bắt kia lấy lại cho em. Thì là em biết là chắc là anh cũng chưa ấy lên bên trên đâu đúng không anh? Chưa, không chưa. Chưa đâu. Và cái này dân sự cấp của cơ sở cũng ở thôn bản thì cho chú xử lý. Vâng. Anh uống nước. Ừ, ra đi. À, thì thế này anh ạ. À, cái người mà hôm qua mình bắt được ấy anh thì là có quan hệ gọi là người yêu cũ với lại chủ của con chó. À, ờ. Dạ vâng, bây giờ nó là như thế anh ạ. Ừ, chính xác là chủ nhân của con chó ấy anh ạ. Ừ. Muốn giải quyết nhẹ nhàng thôi, tại vì cũng hôm trước có một chút tình cảm lại đã được ở nhau rồi, là bây giờ cũng không muốn làm lớn chuyện nữa. Nên là có khi nếu mà anh báo lên trên thì anh giúp em là giải quyết được, gọi là lập biên bản răn đe cho anh ấy sợ, để giải quyết một cách ổn thỏa nhất thôi anh ạ. Ừ, thế bây giờ là ở đây nhá. Còn về trường hợp này thì anh đồng thuận với cái ý kiến của chú. Vâng, và bây giờ mình cũng lập biên bản để cảnh cáo, nếu mà có lần sau mà tái phạm nữa thì sẽ tiến hành bắt giam và xử lý. Dạ vâng. Thế là hai anh em mình về ngay rồi để lên cơ quan. Vâng vâng, lên luôn anh ạ. Cứ lên trong ngoài em ơi, em nữa đi. Dạ vâng, cáo anh nhé. Dạ vâng. Xong này im lên nhỉ.
đói quá anh ơi. Em đói lắm rồi anh ơi. Anh ơi, mọi người cho em đi, em đói lắm rồi. Anh ơi, em đói lắm rồi. Mở cửa cho anh. À, anh Vũ à? Vâng, em biết lỗi rồi anh ơi. Ừ, hôm nay thì thế nào nhở? Em mở cửa cho em đi. Ờ, hôm qua thấy mạnh dạn cứng rắn lắm mày à? Em sai rồi anh ơi. À, bây giờ không chống cự như hôm qua nữa à? Thôi, em biết lỗi rồi anh. Em tha cho em đi. Em biết lỗi, em sai rồi. Được, ở một hôm trong này chắc khỏe đấy nhỉ? Em ở một đêm là đủ rồi. Thế nhá, thế bây giờ biết lỗi rồi đúng không? Ừ, bây giờ mở cửa ra rồi lên kia làm việc nhá. Anh mà còn có cái trạng thái chống lại tôi, lại nhốt tiếp tục 3 ngày hôm ở đây, anh biết như nào đấy, anh biết anh như nào đấy. Giờ em ra làm việc nhá. Đấy nhá, ra đây. Thế hôm nay còn chạy được nữa không? Không, em không chạy. Ở yên đấy nhá. Em không kháng cự đâu, anh không cần phải giữ em này đâu. Em biết rồi. Đây. Em biết rồi mà. Em cần phải giữ này. Đi, cứ vào đi. Một đêm bị giam ở trong này thì thấy thế nào rồi? Vâng, em biết lỗi rồi. Đấy, theo trường hợp của em nhé, là hành vi trộm cắp tài sản. Ở đây em chưa xác minh là em là đã cắp bao nhiêu lần rồi. Nhưng đây trường hợp hôm nay anh bắt là lần đầu tiên. Nên là một là sẽ xử lý cáo hoặc là phạt tiền nhá. Mà trường hợp của anh điều tra nếu em còn phạm, tức là đi phạm thêm nhiều lần thì có thể tăng mức hình phạt lên, là anh phải tạm giam truy tố em nhé. Đấy, qua nhiều hình thức tối hôm qua anh giam em ở đây là để cảnh cáo em. Hôm nay sẽ là phiên bản như là em không đăng ký ở đây và em nhớ lại anh chỉ hành chính, nhưng mà vì là người bị hại là có ý kiến là xin về, nên là vì là người bị hại vi cứu nữa, cho nên là anh sẽ lập biên bản để cáo, để sau là ký ở đây là không bao giờ tái phạm nữa nhé. Em đưa lên, đưa lên đây. Đây đây này. Quán ở đâu? Cam kết thì anh ghi ở đây rồi nhé, chút nữa em đọc qua được chưa? Còn nếu mà lần sau vẫn tái phạm như thế nữa là anh sẽ khởi tố cho em nhá, anh sẽ bắt giam và khởi tố chứ không có thể tha cho em về như thế này đâu nhá, được chưa? Rồi bây giờ đọc sau đó là chuẩn bị nhé, đọc nội dung đây nhá, đọc đi, đó là ý vào đây đây, đấy, đọc đi, mở xem cái điều khoản đấy nhá. Vâng, đưa ký vào. Vâng. Rồi, đọc xong thì ký vào dưới đây đây, chỗ này. Đây. Rồi, thấy chưa, đọc xong chưa? Em nhá, bây giờ mình đang thanh niên trai tráng như này, mình cũng làm việc tử tế và kiếm tiền ăn cắp này là cũng tốt nhá. Trong sau cái việc này sửa đổi đi, anh cũng muốn gặp em ở trên đồn này một lần nữa. Rồi, còn bây giờ thì anh sẽ tha cho về với cả ấy nhé. Rồi. Em xong rồi. Rồi. Thế nhá, bây giờ nói chung là làm việc xong rồi. Bây giờ nhắc lại một lần với anh nhé. Đây là tình là anh là người yêu cũ của Hè. Thì Hè có xin cho thì mới được như thế thôi. Có gì về anh tự nghĩ. Nghĩ lại bản thân mình xem như nào nhá. Tại sao chị Hè lại xin cho anh? Anh làm như thế là không đúng đâu. Đấy, anh tự nghĩ đấy nhá. Nghĩ xem mình làm thế nào. Đấy, không, lần sau là không phải như tối qua đâu, không phải một tối đâu. Còn nhiều lần như thế nữa đấy anh ạ, nếu mà anh tái phạm ấy. Còn hơn nhiều, hơn thế nhiều.
biết rồi. Đấy, bây giờ thì cũng như là xong rồi thì bây giờ ta sang về. Rồi, nhưng mà về đúng về nhà không phải trộm cắp, không phải chơi bời nữa nhá. Đó một lần rồi đấy. Chị nhỉ? Mà hôm nay em lên giải quyết đấy chị. Hôm qua thì chị bảo lên nhưng mà em không thấy chị lên. Thôi để mình lên nhà rồi nói tiếp anh ạ. Dạ vâng. Anh thấy cái này được không? Được đấy chị ạ. Cao này được rồi nhỉ? Thì thôi chị ạ, tầm cao này nhưng mà chị đi mua nhiều hả chị? Thôi ít thôi, được rồi thôi. Dạ vâng. Lên nhà đi. Ôi chị, cái này còn lấy lên cấp luôn rồi. Sáng nay cũng giải quyết ổn thỏa rồi chị ạ. Thì theo cái ý của chị ấy, thì là làm nhẹ nhàng thì cảm để cho anh ấy biết thôi. Thì sáng nay em cũng gặp được anh cấp trên của em thì hai anh em có nói chuyện và lên giải quyết. Sau một đêm thì cảm giác bây giờ thấy anh ấy cũng cảm giác hối hận về cái hành vi của mình làm ấy. Cũng buồn, kiểu cảm giác thấy mình đã lỗi sai của mình chị ạ, nên là hôm nay cho anh ấy đọc cái biên bản của mình chị ạ, nên là bây giờ anh ấy phải
tự biết như này bây giờ chắc cũng sợ không dám làm gì nữa đâu. Tại vì nếu mà tái phạm thì bọn em sẽ xử lý một kiểu khác nặng hơn đấy. Nên là chắc anh ấy cũng biết, anh ấy đọc qua biên bản anh ấy cũng biết rồi. Vâng, thế thì tốt quá, tốt cho anh ấy phạm lỗi một lần xong rồi để lần sau biết rút kinh nghiệm. Vâng, nhưng mà chị vẫn phải cẩn thận để ý nhé chị nhá. Hôm nay thì em cũng lên đây để thông báo cho chị đỡ phải suy nghĩ nhiều, đỡ phải lo lắng rồi chị ạ. Vâng. Nên là chắc là trong em cũng xin phép luôn rồi chị ạ. Anh về luôn á? Vâng. Vừa đến là lại về luôn á, anh ở đây ăn cơm với em đã. Thôi chị ạ, để lần sau để hôm khác đi chị ạ. Em cũng muốn ở đây lắm nhưng mà em còn phải lên cơ quan để làm nốt cái công việc của em á chị ạ. Thôi nhá chị. Vâng, chúc anh về nhá. Vâng, em về luôn. Em cảm ơn. Cho anh nhiều. Không, không có gì đâu. Về chị ạ. Vâng. Từ mai em làm rồi em lại cho đây chị ạ. Đang làm chuột chị? Anh lại mang cái gì đến nhá? À, hôm qua em thấy chị đang đi gà này nên là em đến nhà đây đỡ phải đỡ một chút thời gian lấy cái chẳng. Em đang định làm xong cái chuồng gà xong rồi em mới đi chợ đi. Thôi chợ tiện thì em cũng đi qua chợ em lấy luôn luôn không chị? Ừ, thế anh đợi em một tí rồi em cắm cái cọc này vào đây để làm cái cửa xong rồi. À dạ vâng. Thôi chị, để em giúp chị. Vâng. Đóng con dao đấy có được không hả chị? Được. Thế chắc được rồi đấy chị ạ. Vâng. Em lấy ra thả. Hôm nay tiện qua chợ nhưng mà muộn quá chị ạ. Nên là chỉ lấy được mấy con nhỏ thôi chị ạ. Mấy hôm nay. Nó đấy chị ạ, nhưng có thể hơi nhẹ cân thôi chị ạ, nhưng mà thôi được. Không sao đâu. Chắc mình thảo hết nhé. Thế anh thả vào đi. Để em lấy cái con gà. Anh mua được nhiều hết. Hôm nay là đi muộn quá nên là lấy được ít đấy chị ạ. Toàn gà đẹp.
Bên chị được bầu được chưa chị ơi? Đang ngồi mát rồi đấy. Vâng. Gió mát. Hôm nay được ngày nắng chị ạ. Thế hôm nay còn định làm thêm cái gì nữa không hả chị? À, dạ không, cũng chưa biết làm gì nữa. Nếu mà một mình em thì chỉ làm được mỗi cái chuồng gà này thôi. Mấy con gà này em nói được cái gì? Chắc là chỉ có gạo thôi chị ạ, chỉ có quái gạo thôi nó được chị ạ. Vâng. Nhưng mà hôm nay anh không đi làm mà sao anh lại mặc như thế này? Không chị ạ, hôm nay em có việc nên em cũng phải lên phố làm chị ạ. Mà hay là mình làm cái hiên ngoài này đi chị, để xây bếp chuyển bếp xuống dưới luôn chị. Chứ còn để ngay chỗ ngủ kia nó sướng với lại không tiện cho lắm chị ạ. Vâng, thế cũng được nhờ. Em cũng tính là chuyển bếp xuống dưới nhưng mà chưa làm được. Vâng, thế hôm nay thì làm luôn chị ạ. Vâng. Thế tiện có hai người mình giúp nhau làm luôn chị ạ. Vâng. Thế để em lên lấy đồ nhé. Dạ vâng. Thế để em lấy đồ nhé. Đồ xem ra đến dài không chị ạ? Thôi chắc là làm rộng dài như hai cái khổ này thôi chị ạ. Vâng, làm tầm đấy thôi được. Thế để em đánh dấu đi. Anh đánh dấu thôi. Để em đo đánh dấu hết cả bốn góc thôi chị ạ. Thank you.
Được rồi ạ. Nhà giữ em rồi để em đặt đường tiếp anh đi chợ. Đấy chợ. Được chưa chị? Được rồi đấy. Vâng, thế để em lấy xe sắt. Đôi đấy chưa? Để em lấy thang rồi lại một tiết chợ. Vâng. À là em để đi thôi. À vâng, để em.
Đồ đấy chị ạ. Đây có cái hai thanh này đấy chị ạ. Mai cũng may là hôm nay trời cũng mát mẻ nên là mình làm được nhiều hơn chả. Đỏ hết chỗ này rồi. Đau nhiều quá không anh? Không bị đau chị ạ. Làm nào bây giờ? Anh ngồi đây đợi em nhé. Dạ vâng. Nhé, tự nhiên đến đây đánh anh chứ.
chắc là anh ấy định đến xin lỗi chị thôi, nhưng mà lại thấy em ở đây là thêm tức nó càng lên nữa kìa. Chắc là anh ấy bực em, hôm trước em nhốt anh ấy một đêm ở dưới hết kìa. Nên là bây giờ chắc anh ấy thấy em là anh ấy đang muốn đánh em rồi. Thôi anh ấy sai rồi, có thể làm như thế được chứ. Mát hơn chưa anh? Thế anh ngồi ở đây nghỉ nhá, để em đi nấu cơm. Không là anh ăn cơm với em nữa. Thôi chưa, không phải làm cơm với em đâu chị ạ. Cũng muộn rồi thì em nấu cơm xong là ăn cùng nhau luôn. Thôi không sao đâu chị ạ, không muộn mấy đâu. Em bây giờ chắc em về luôn thôi. Đâu này về kiểu gì? Không, bây giờ về, nếu mà lúc đó em về trường đá lại cũng được. Anh về luôn bây giờ á? Vâng, vâng, em về trường. Không lại... ngồi nghỉ đã. Không, em về trường lại đá cho quả. Em về đây. Chị cứ vào nhà ngồi nghỉ đi chị ạ. Vâng. Chị làm sao đây chị ơi? Chị sao đây chị? Chị bị đau đầu. Ô, đây là chị. Chị sao chị? Bị mệt nha, không muốn dậy nổi nữa. Ôi, rồi thấy sáng chị ăn uống gì chưa chị? Ôi, thế chết rồi rồi chị ạ. Mệt thế này chị còn cố dậy còn gì để em có thời gian xuống em giúp chị sấy được mà chị. Không có gì đâu, chị làm thế mệt ra ảnh hưởng đến sức khỏe của cho bé chị ạ. Chị luôn lên đây nhé chị nhé. Chị luôn lên đây chị ạ. Ôi dồi ôi, em đã bảo rồi mệt thì nghỉ ngơi, chị đừng có cố làm. Thế nào từ từ mà làm thôi chị ạ. Thế ốm ra đấy, mệt người ốm hết ra chị ạ. Chị cũng có đói không hả chị? Chị muốn ăn gì? Sáng thế là sáng dậy chị chưa ăn gì đâu phải không chị? Thế là không được đâu chị ạ, bây giờ còn bé hơn nên là phải ăn uống rồi chứ. Chị lại nhịn thế này lại vất vả làm đất ngoài này nữa thì sao mà chịu được. Thế xong chị nghỉ một lúc nhá, đợi em một lúc chị ạ. Em chạy lên đây xem có gì ăn uống tạm được không chị ạ. Không thì không được đâu chị ạ. Không sao đâu chị, không phải, chị không phải lo nghĩ nhiều nha. Không phải cố dậy để làm nốt đâu chị ạ. Em làm nốt đoạn này cho còn mỗi một tí thôi chị ạ. Ôi dồi ôi, bầu bí làm thế này chết. Chị cứ nằm nghỉ nhá chị ơi. Không cần mua cái gì. Không, không gì đâu chị ạ. Nghỉ ngơi đi chị ạ, không phải cố đâu. Không phải làm đâu. Em để em đi chạy lên xem có gì ăn với lại mua thuốc chị ạ. Ôi ốm rồi đấy chết rồi. Dán vào đầu đi cho nó đỡ đau nhá. Dạ vâng, vâng. Nên là dán nhá. Dạ vâng. Chị... Dạ vâng.
20, 35 nghìn, tổng hết 35 nghìn. À thì chị có sữa hết ở công ty nhỉ? Có sữa ở ngoài. Để em lấy luôn đồ ngoài luôn chị. À. Thế em lấy cả cái sữa luôn ạ. Đưa nó tiền ạ. Bye.
biệt quan trọng. Cái bụi sao thế nhỉ? Biết này, chắc tôi. Chị ơi, sao rồi chị? Đỡ thế nào chị ơi? Chị ơi, đỡ thế nào chị ơi? Anh về nhà. Vâng, em có mua thuốc rồi chị ạ. Nhưng mà còn chưa ăn thuốc gì, chị cũng tặng một số gì chị ạ. Rồi em nấu cháo rồi uống thuốc sao chị ạ? Lấy số sao anh lại ướt hết thế này? À, em đang đi đường lên kia thì trời mưa chị ạ. Chị uống tạm một hộp sữa cho người. Cảm ơn anh. Không có gì đâu chị. Chị uống đi, chị uống tạm một sữa đi rồi em làm cháo rồi uống thuốc nha chị nhé. À mà em có cái miếng dặn thôi chị ạ. Em có mua cái miếng hạ sốt này dặn là thế chị ạ. Chị ngửi điện thoại chị. Thôi chị nghỉ chứ. Rồi em ngồi một cháu chị ạ. Vâng vâng, em làm bát cháo được chị ạ. Vâng, sấm chị ạ. Sấm to đấy. Vâng, thì em lúc nãy em đi nửa đường ở đoạn kia còn mưa to hơn đấy, bên này còn mưa vừa vừa đấy chị ạ. Mưa em không biết luôn mà. Thank you.
chưa? Vậy em bắt cá chưa? Chị dậy ăn bát cháo cho mau khỏi chợ. Em đừng có xíu. Chị ngồi dựa vào đây thôi chị. Dựa ở đây nhé chị. Trời nắng mưa thất thường ấy, hay uống bên cái kia chị đang bầu với chị ạ, nên tốt nhất là mấy cái việc đơn giản chị đứng làm với chị, chứ có thể đấy để em có thời gian xuống đây em giúp chị. Vất vả cho anh quá, còn nấu cháo rồi. Không có gì đâu chị ạ, con nấu cháo rồi một cái là xong rồi mà. Đây chị, chị đúng. Chị cầm cẩn thận nhé, chứ hình nóng hết chị ạ. Anh cũng lấy về ăn đi. À thôi chị ạ, em nãy sáng thì em cũng đang ăn rồi. Em bây giờ em không đói được, chị cứ ăn đi. Em bảo rồi, từ lần sau không được nhịn đói đâu nhé chị nhé. Ăn uống là điều độ vào chứ. Để em bóc hoa quả cho chị ạ. Vâng. Em đang gửi cho con rồi. Em bóc hoa quả cho chị. Đây chị ạ, em có lấy hoa quả chị ạ. Vâng, chị ăn không ăn hoa quả mà không có sức chị. Chị phải ăn hết bát cháo cho chị nhá. Thôi, ăn mới có sức chị ạ. Em ăn nhiều tí rồi em lại ăn tiếp. Vâng, ăn là không có sức. Thế chị dùng hoa quả chị ạ. Vâng, chị cứ dùng đi chị ạ. Anh không ăn quả đi này. Chị anh cứ ăn dùng đi, ok. Chị cứ dùng đi chị ạ. Nay em đi ra chợ hỏi gì? May quá là được cái quả ngọt hết chị. Quả ngon đấy. Đấy, rất nhỏ nha. Đấy, chị này còn cố cái này chị lại lợp xong cái này nữa. Ơ, thế em tưởng cái này là anh làm cho. À không, em bận quá em không xuống được. Em không có được làm đâu. Có thế thì ai làm chị? Thế lại không biết ai làm, em tưởng anh xuống làm cho. Hôm đấy em cũng không ở nhà, em đi chợ. Em đi chợ về đã thấy lợp xong rồi thì em cứ tưởng là anh xuống làm cho. Không không, chợ hôm nay em bận quá nên em không có thời gian em đi xuống ấy. Thế là ai nhỉ? Hay là cô chủ nhà kia xuống đi, thấy mình đang như thế hoặc là cô ấy hộ mình làm nhỉ? Cũng không biết được. Thế để qua em hỏi xem được chị ạ. Thế này nhưng mà làm đỡ hơn chứ nào chứ hả chị? Vâng, ăn và cũng đỡ một tí. Vâng, chị ăn cháo nhưng mà ăn hoa quả xong lát uống thuốc hết chị nhá. Vâng, lát nữa em chịu. Thời tiết này chị ở nhà hơi dạ chứ không phải cố làm đâu. Vất vả ra đang bụng bầu hơi dạ.